Hello everyone, chúng ta tiếp tục ôn thi giữa học kỳ 2 chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm. Chúng ta sẽ làm cái phần nối hai câu với nhau, sử dụng những cái mệnh đề. Ví dụ như câu 1, người ta bảo chúng ta là sử dụng mệnh đề chỉ nguyên nhân. Chúng ta dịch câu này: Lan must attend an important exam tomorrow, so she go to bed early. Lan phải tham gia một cái kỳ thi quan trọng vào ngày mai, vì thế cô ta đi ngủ sớm. Chúng ta sẽ nối hai câu sử dụng mệnh đề chỉ lý do, chỉ nguyên nhân, đó là because. Bây giờ chúng ta sẽ viết như sau: Lan đi ngủ sớm bởi vì cô ta phải tham gia một kỳ thi quan trọng vào ngày mai. Chúng ta sẽ viết như vậy: Lan go, trên ta viết thiếu, phải gọi là go to bed early because she must attend an important exam tomorrow. Ok. Rồi, câu số 2. Hùng rất là mệt mỏi. Anh ta cố gắng hết sức để hoàn thành bài học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói hai câu và sử dụng cái từ although. Although có nghĩa là mặc dù. Vậy chúng ta sẽ ghi là mặc dù Hùng rất là mệt mỏi nhưng anh ta vẫn cố gắng hoàn thành bài học của anh ta. Chúng ta sẽ để on đâu đầu câu như thế này: Although Hùng is very tired, he tried his best to finish the lesson. Câu số 3, viết từ để hỏi. Câu số 3 người ta bảo chúng ta là draw question word, viết từ để hỏi. Đây, muốn biết người ta hỏi gì chúng ta phải đọc câu trả lời. Three times a week là 3 lần một tuần. Vậy người ta hỏi là độ thường xuyên. How often do you watch TV? Three times a week. Câu số 4, cũng là viết từ để hỏi này. Người ta hỏi cái gì mà người ta trả lời, mà trả lời là gì? Doraemon, tức là bạn thích nhân vật trong cái chuyện, trong cái phim hoạt hình Doraemon á, tức là bạn thích ai nhất trong cái phim Doraemon. Giờ thích ai nhất, chúng ta thiếu cái từ để hỏi là who. Who do you like best in the Doraemon cartoon film? Câu số 5, question word, cũng là điền cái từ để hỏi. Muốn biết người ta hỏi gì thì phải đọc câu trả lời. Năm 1926 là đáp án này. Thì ở đây người ta phải hỏi thời gian. Thời gian hỏi là khi nào là when. Câu số 6 viết từ để hỏi, người ta trả lời là 8 giờ đúng ngày chủ nhật. Vậy là hỏi thời gian, hỏi chính xác thời gian là what time, thời điểm, what time. Câu số 8 cũng là từ để hỏi luôn. Hỏi cái gì mà người ta trả lời là bởi vì phim hoạt hình thì đầy màu sắc và rất là thú vị. Vậy hỏi tại sao thì người mới trả lời là bởi vì why do children like cartoon? Tại sao trẻ em thích phim hoạt hình? Câu số 9, người ta trả lời là bằng xe máy. Bằng xe máy tức là hỏi là bạn đi tới cơ quan, bố của bạn đi làm bằng xe gì á? Bằng xe gì là how? How do your father go to work? Câu số 10, không có vứt rác. Bây giờ đưa sang cái dạng là câu mệnh lệnh, câu mệnh lệnh là đừng vứt rác, don't litter, đừng có vứt rác. Câu số 11, Hùng he put his feet on the chair, Hùng đặt cái chân của anh ta vào cái ghế. Hùng đặt chân anh ta trên ghế, tức là dẫm lên ghế. Cái này phải gần. Hùng is putting his feet on the chair. Bây giờ đưa ra câu mệnh lệnh là bảo không có được đặt chân lên ghế. Vậy nói sao?
don't put your feet, don't put your feet on the chairs, Hùng. Đừng có đặt chân lên ghế, Hùng. Rồi, câu số 12, giáo viên muốn bạn đứng theo hàng, xếp thành hàng, vậy thì giáo viên sẽ bảo sao? Stand in line, ngắn gọn thôi, stand in line, đây là câu mệnh lệnh đó. Rồi, câu số 13, cô ta đang chơi đàn piano ở trong phòng. Bây giờ viết từ để hỏi, viết câu hỏi cho từ gạch chân. Người ta gạch chân ở trong phòng và phải hỏi là cô ấy đang chơi đàn piano ở đâu? Ở đâu chúng ta sẽ xài từ where. Có to be xài là to be, viết lại chủ ngữ là see và viết lại cụm đằng sau. Cái nào mà gạch chân rồi thì bỏ đi. Đó. Where is she playing the piano? Cô ta chơi đàn piano ở đâu? Câu số 14, chúng tôi không có chơi game với Tân vào tối hôm qua. Bây giờ sửa lại lỗi bị sai. Bây giờ các bạn nhìn này, last night là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, mà người ta lại xài doesn't ở đây thì đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi, chúng ta phải chuyển cái từ này thành gì? Thành didn't. Hiện tại là xài do ở quá khứ xài did. Tiếp theo, chuyển câu sau sang phủ định và nghi vấn. Họ có môn tiếng Anh và môn toán ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu phủ định. Câu phủ định là họ không có môn tiếng Anh và môn toán ngày hôm qua. Chúng ta sẽ viết là đây là quá khứ thì các bạn nhớ xài did nha. Did done này, have a hard và have a này. English and math. English and math yesterday. Yesterday. Câu số nghi vấn và các bạn để did ở đầu câu trước chủ ngữ. Vậy chúng ta sẽ để did ở đây. Did they have English and math yesterday? Chấm hỏi. Câu số 16, tôi muốn trở thành bác sĩ. Vì thế, tức là hoàn thành câu. Vì thế, tôi học hành chăm chỉ đây. So I study hard. Study hard. Câu số 17, hoàn thành câu luôn. Mặc dù chúng tôi rất bận rộn. Mặc dù chúng tôi rất bận rộn thì sao? Rất bận rộn. Mặc dù chúng tôi rất bận rộn để biết gì tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn vẫn gì? Go to the movie together. Nhưng mà chúng tôi vẫn đi xem phim với nhau. Rồi câu số 18, Lan học tiếng Anh giỏi bởi vì cô ta Lan học tiếng Anh rất giỏi bởi vì cô ta often nói thường nói chuyện với người nước ngoài, often talk with her foreign friend, nói chuyện với người bạn nước ngoài. Rồi câu 19 là điền từ nào. Pele đã chiến thắng 3 lần giải World Cup, cái này là quá khứ rồi, chúng ta xài động từ phần 2 của win là won và ghi được tỷ số là score. Quá khứ nha, 1281 bàn thắng ở trong sự nghiệp năm 22 tuổi của ông ấy. Rồi câu 20 này, Thế vận hội đầu tiên được diễn ra ở Hy Lạp vào năm 776 trước công nguyên. Ở đây chúng ta sẽ xài từ trúc. Rồi xong bài dưới là hoàn sắp xếp lại tạo thành câu hoàn chỉnh. Sắp xếp lại tạo thành câu hoàn chỉnh. Đây là câu hỏi. How often là câu. How often do you practice playing table tennis? Chấm hỏi. Câu số 2, câu số 2 là câu hỏi nè. Did đầu câu. Did your team, đội của bạn đã chiến thắng trận đấu last Sunday, chủ nhật tuần trước phải không? Rồi câu số 3, bạn có thể đưa cho tôi cái tờ báo trên bàn hay không? Can you give me a newspaper on the desk? Chấm hỏi. Rồi câu số 4 là gì? Tôi thích phim hài kịch bởi vì nó làm tôi cười rất nhiều. I like
I like comedy program. Program. Because it make me laugh. Rồi câu số 5, câu số 5 này VTV1 và VTV3 là những kênh phổ biến nhất ở Việt Nam. Chúng ta sẽ ghi như thế này. VTV, VTV3 and VTV1 are the most popular channel in Vietnam. Câu số 6, mặc dù câu số 6 này. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không chiến thắng trò chơi. Chúng ta sẽ viết như sau. Although đứng đầu câu. Although we try our best. Vậy nè. We didn't win the game. Win the game. Câu này chúng ta phải chia cái đằng trước ra thành quá khứ nhé. Rồi câu số 7 nè. Câu số 7 sẽ là did đầu câu vì đây là câu hỏi. Did you usually play marble when you were small? Bạn có chơi bi khi bạn còn nhỏ hay không? Rồi câu số 8 này. Câu số 8 là what time, tức là mấy giờ thì cuộc thi bắt đầu. What time the competition begin? Chấm hỏi.